thực hành ứng dụng, tức là giải phẫu ứng dụng ấy, thì nó chỉ ngắn gọn như sau thôi. Nó có những cái tuyến, được chưa? Có những cái tuyến, tuyến nước bọt ở bên dưới phía gốc tai đây, ở phía dưới tai này, đây một chùm ở đấy, được chưa? Chùm như chùm nho ở đấy. Đấy. Để mình sẽ đổi cái bút. Đây, cứ bên dưới tai, được chưa? Thì có một cái chùm hạch, nó có nhiều cái hạch, nhiều cái khối, ắt nhiều cái khối tuyến nước bọt ở đây. Đấy. Và những cái khối này, mỗi khối nó sẽ dẫn một ống, nó sẽ tạo thành một đường ống. Đấy. Thấy chưa? Và nó sẽ có khối thì nó sẽ bắt xuống chỗ hàm trên. À, đổ ra chỗ từ mép đi ra một chút ngay hàm trên. Đấy. Ok chưa? Khối thì nó lại đi thế nào đấy, nó lại đi ra bên ngoài này và nó đổ ra phía dưới lưỡi. Đây, mình mô tả nhỏ nhỏ đây. Được chưa? Như vậy thì chúng ta sẽ bỏ qua đường bên trên vì cái đường này mình chưa gặp bao giờ. Được chưa? Chưa gặp bao giờ. Chúng ta đi vào thực tế, mình mổ với điều trị mười mấy năm rồi. Đấy, rồi hệ thống cơ sở, rồi anh em đồng nghiệp đã ai gặp đâu mà tự nhiên mình đưa vào đây cho dở hơi. Được chưa? Thế các bác sĩ đâu có đến mức mà may hơn mình như thế, đúng không? Đâu đến mức mà gặp được những trường hợp tách tắc đường bên trên. Mà tắc kệ nó, không quan tâm. Thứ chúng ta quan tâm là cái triệu chứng đấy và chúng ta giải quyết. Đây. Một mớ bùi nhùi, được chưa? Mớ bùi nhùi. Bùi nhùi. Gọi là đống tuyến nước bọt, được chưa? Nó chạy ra đây. Đấy. Vậy thì trong thực tế chúng ta sẽ nhìn thấy có hai trường hợp. Trường hợp đầu tiên chúng ta sẽ nhìn thấy nó bị sưng ở cái khối bùi nhùi này. Đấy. Nó bị sưng ở trong cái khối bùi nhùi. Các bác sĩ gặp bao giờ? Thấy chúng ta thấy rằng hỏi đầy trên mạng ấy, rồi hỏi đầy trong các nhóm. Đấy chưa? Gặp suốt. Thế cứ thấy sưng ở dưới gốc tai hoặc là dưới xẻ xuống bên dưới đây, đấy chưa? Thế chọc vào thì dùng kim 17 á. Chọc vào thì thấy da nhớt nhớt. À, ok. Được rồi. Bùi nhùi nhớt đi. Đấy. Chọc vào thì thấy ra cái nhớt nhớt. Ok, đúng rồi. Không phải bàn nữa. Vậy thì đang có bị viêm cái tuyến nước bọt đây. Nhưng tại sao nó sưng? Đấy. Được chưa? Vì cái đường ống dẫn tuyến nước bọt nó bị viêm. Đây, tôi vẽ cái đường ống cho nó giống cái đường ống nhá. Nó bị viêm. Đấy, và nó chèn cái đường ra ở đây. Được chưa? Thế thì khi mà viêm và chèn đường ra thì tự nhiên nước bọt đây nó cứ tiết ra thì nó phình ra chứ còn gì nữa. Được chưa? Ok. Cơ chế sưng. Được chưa? Giải phẫu đây rồi, giải phẫu nó một cục bằng nắm đấm dưới mang tai và có dây nó dẫn tới dưới lưỡi. Ok chưa? Thế thì giải phẫu. Quá chuyện nhỏ. Cái thứ hai, cơ chế sưng. Sưng tại vì sao? Sưng tại vì nó tắc sừ nó cái đường ống ở chỗ khúc giữa. Được chưa? Tắc ở giữa thì nó sưng. Tắc giữa thì nó sưng. Tắc giữa thì nó sưng. Được chưa? Có khi nào tắc ở đây mà nó sưng được bên ngoài không? Ông nào bảo sưng được bên ngoài. Được chưa? Giơ tay. Không. Nó tắc ở đây thì nó phải sưng, nó phải dồn bên trong này, nó phải sưng ở đây thành một cái bọc ở đấy. Nào, ăn điểm chưa? Đấy. Thế còn khi mà nó tắc ở bên ngoài sao? Nó tắc ở đầu mút bên ngoài. Thì cái đường ống ở mặt dưới của lưỡi, cái đường ống nó rất mỏng. Trên nước bọt đây nó tiết ra và đến chỗ ống mỏng này thì nó phình, nó sưng ra một cục. Nào, cơ chế sưng. Đấy thì hai gạch đầu dòng là xong thì chứ có cái gì đâu. Ok chưa? Đấy chưa? Các bác sĩ thấy ok chưa? Đã hiểu được cái phần giải phẫu với phần cơ chế sưng chưa? Gõ xuống.